Lúc quý anh chị, hôm nay khi Ngân đứng chứng lại sự việc từ hôm qua đến giờ là của mấy anh em Jacobi vu khống khi Ngân Vlog nha quý anh chị. Đây khi Ngân Vlog nói cho quý anh chị biết là thật sự khi Ngân rất là khổ. Bây giờ một mình khi Ngân nuôi chi tiêu đủ thứ và một với chi tiêu về con trai của bồ Khiên Ân nữa, rất là đủ thứ. Nay Khiên Ân nói cho quý anh chị biết là rất nhiều các khán giả ở trên bình luận trên các YouTube, mấy anh em của dòng sự kiện nói này nọ. Nay Khiên Ân livestream buổi tối cho quý anh chị biết là thật sự Khiên Ân có ba đứa con. Do vợ Khiên Ân không có biết chăm, mất hai đứa trước rồi. Nay gia đình Khiên Ân với bà nội Khiên Ân sợ Khiên Ân sau này không có đứa con nào để nối dõi công đường. Cho nên gia đình bà nội Khiên Ân phải với bác Khiên Ân bỏ một phần nào để mướn người chăm con Khiên Ân. Đến lúc 5 tuổi, 5 số tuổi biết đi biết nói và rồi giao lại cho Khiên Ân lo liệu cho con Khiên Ân. Không phải Khiên Ân khang khổ mà đi mướn ô chiên làm đâu. Cái này là do gia đình Khiên Ân sợ có vợ Khiên Ân tiếp tục nuôi nữa là Khiên Ân sẽ mất nước cuối cùng ngày nữa là cuộc đời Khiên Ân về già không có ai cầm mắt nhang hoặc nối dõi công đường. Nên gia đình bà nội Khiên Ân phải mướn sợ vậy, phải mướn người làm giữ con cho Khiên Ân 24/24 để Khiên Ân đi làm kiếm tiền nuôi cuộc sống Khiên Ân hoặc con Khiên Ân. Gia đình chỉ hỗ trợ Khiên Ân một phần thôi, còn sửa cả các vật dụng là Khiên Ân phải bỏ ra, không phải lúc nào cũng kêu gia đình bỏ ra hết đâu. Cho nên Khiên Ân nói quý anh chị cô bác là đừng có nghe bình luận của khán giả kênh dòng sự kiện nói về Khiên Ân nghe nghèo mà đi mướn người làm. Cái này gia đình bà nội Khiên Ân sợ Khiên Ân sau này không có con cái với không có người nào chăm lo cho Khiên Ân sau này về già. Cho nên Khiên Ân gia đình bà nội Khiên Ân mướn người chăm con Khiên Ân một phần từ đây, từ lúc con Khiên Ân ra đời đến biết đi biết nói đến cho lúc 5 tuổi thôi là gia đình giao lại cho Khiên Ân nuôi đứa con ăn học tới thành tài luôn. Ở gia đình Khiên Ân nói vậy, nói cho Khiên Ân vậy quý anh chị của bác. Không phải mỗi lần nó Khiên Ân khai thật khai nghèo đâu mà đi mướn người làm. Cái này là dòng họ của Khiên Ân bàn bạc rồi, mày đã mất hai đứa con rồi, tao không muốn mày mất một đứa nữa, nên tao phải hy sinh tiền bạc của tao với bà nội của mày mướn người làm nuôi con mày từ đây đến 5 tuổi thôi, biết đi biết nói. Còn lại á là mày phải mỗi tháng mày phải cung cấp cho con mày sữa cả với các vật dụng như sữa tắm này nọ. Không phải một không phải kêu tao hỗ trợ hết 100% đâu, tao phải hỗ trợ 50, còn 50 là mày phải tự lo liệu về con mày. Cho nên Khiên Ân hôm nay Khiên Ân nói cho quý anh chị cô bác gần xa biết là hoàn cảnh Khiên Ân là vậy á. Bây giờ vợ Khiên Ân á, hồi xưa vợ Khiên Ân làm được nhiều tiếng nhiều tiền, bây giờ vợ Khiên Ân bận đủ thứ, nào bận tiệc, bận tiểu đường, bận lao. Cho nên vợ Khiên Ân đi làm á, kiếm việc nào làm á ít thôi, phải lo sức khỏe, đừng có ham đồng tiền quá, bỏ bê sức khỏe là chết sớm.
Cho nên Thiên Ân, vợ Thiên Ân nghe lời Thiên Ân á, đi làm ít việc, ít tiền để lo sức khỏe mình. Mình đã bệnh trong người đủ thứ rồi. Này Thiên Ân nói cho quý anh chị biết á, là tình trạng vậy á, không phải Thiên Ân than khổ mà đi mướn oxy đâu. Như cái bình luận như khán giả bên dòng sự kiện nói đâu, thật sự Thiên Ân rất là khổ, chi tiêu đủ thứ. Chừng nào khi từ lúc Thiên Ân đi làm đến giờ á, từ lúc khi hồi xưa Thiên Ân đi làm á, chưa vô vô Covid này á, người ta không có biết Thiên Ân là ai. Mà Thiên Ân chưa có bao giờ kêu gọi ai hết, chỉ kêu gọi chùa giúp đỡ Thiên Ân thôi. Mỗi Tết đến á, là chùa kêu Thiên Ân vô làm công quả á, ai xếp dép coi dép cho người đi chùa, như đi gửi xe, như quý anh chị cô bác á, đi chùa á, ta ghi là hùng tiền là kỳ hỷ công đức đó, muốn bỏ nhiêu nhiêu bỏ đó. Thiên Ân mỗi lần có lễ lộc gì á, giết Tết á, thì nhà chùa cổ đừng dắt nguyên kêu Thiên Ân vô phụ hoặc coi dép. Và lúc đó Thiên Ân chấm cái hùng tiền tùy hỷ công đức đó. Ví dụ Thiên Ân coi dép ai á, thì người đó khấy hương cho Thiên Ân 20-30 bỏ vô, rồi cuối giờ Thiên Ân lấy hùng tiền đó, Thiên Ân đếm bao nhiêu quý khách đi chùa cho mình bao nhiêu, về công thức mình coi dép cho người ta với làm công quả đó. Từ xưa đến giờ Thiên Ân đi làm công quả trong chùa, với phụ trong chùa một phần nào thôi đó. Bởi vậy mấy Phật tử trong chùa, đi chùa nhiều ở cửa đường Nhất Nguyên á, giúp đỡ Thiên Ân, cho Thiên Ân 10 triệu mua chiếc xe cũ đó, chiếc xe bữa trước Thiên Ân quảng cáo cho quý anh chị á đó. Rồi sau đó giấy tờ Thiên Ân giữ rồi. Từ lúc đó Thiên Ân nghe lời bạn bè, Thiên Ân nói sao mày không chịu vô làm vô Kobe, mỗi tháng mày chịu khó, mỗi tháng mày kiếm 100 đô, 200 đô đủ sống, đủ xài. Rồi Thiên Ân bắt đầu nghe lời bạn bè Thiên Ân với mấy người chủ trại hòm này nọ đó. Rồi Thiên Ân mới vô làm vô Kobe và lập cân vô Kobe này để cho mọi người biết Thiên Ân thế nào. Từ lúc Thiên Ân vô làm vô Kobe đến giờ á, chưa được nhận tiền của vô Kobe làm. Hiện tại Thiên Ân á, từ trước đến giờ mới bắt đầu vô làm vô Kobe á, Thiên Ân rất gặp nhiều khó khăn, như là không đủ giờ, không đủ người đăng ký, không được tiền, không được vô Kobe kiếm tiền, rồi quay qua gặp đủ thứ chuyện nào, tiền xả, tiền sửa, tiền nhà của con Thiên Ân. Rồi Thiên Ân bí quá, Thiên Ân mới làm cái clip là xin giúp đỡ Thiên Ân. Thật sự quý anh chị đã biết rồi, quý anh chị đã từng đã có con dâu con rể ở nhà quý anh chị không hạt, quý anh chị còn đuổi ra, còn kêu cụ nó mướn nhà trọ ở riêng đó. Vợ chồng Thiên Ân không thấy hạt gia đình ở chi chế quá, Thiên Ân cùng vợ Thiên Ân ra ngoài mướn nhà ở riêng đó. Nay Thiên Ân nói cho quý anh chị biết là tình trạng Thiên Ân là không có nói xạo nói láo như mấy anh em Jacobi nói khác, nói như đặt điều vu khống Thiên Ân. Thật sự Thiên Ân rất là khổ, bây giờ chi tiêu chừng nào Thiên Ân làm được nhiều tiền á, làm được nhiều tiền ở Jacobi á, Thiên Ân than khổ á, thì giờ mấy khán giả đó chửi Thiên Ân thì được, cộng đồng mạng chửi Thiên Ân cũng được. Còn lúc Thiên Ân vô làm câu bi á, không có ai chỉ Thiên Ân hết, không có ai chỉ Thiên Ân bật cơn kiếm tiền, và không có giúp đỡ Thiên Ân trong tháng trước. Hiện tại Thiên Ân làm được vô câu bi 3 tháng rồi á, mới được bật cơn kiếm tiền á, có ai giúp đỡ Thiên Ân không?
có ai chia sẻ cho Khiên Ân gì không? Mà lên nói Khiên Ân thương điệu. Từ lúc Chí Cẳng tới gặp Khiên Ân là pha hâm mộ Chí Cẳng. Quý anh chị cô bác gần xa sẽ xem lại cái clip đó. Chí Cẳng nói là quý khoan hâm mộ bên Chí Cẳng hỗ trợ cho Khiên Ân và con Khiên Ân 1 triệu thôi, không phải Chí Cẳng cho 1 triệu đâu. Bên khoan hâm mộ của Chí Cẳng cho 1 triệu. Với kháng hôm sau Khiên Ân nhận được khoan hâm mộ Chí Cẳng nữa là nhận được thêm 300.000, là tổng cộng Khiên Ân nhận được pha hâm mộ của Chí Cẳng là được 1.3 triệu. Khiên Ân lấy cái số tiền đó, Khiên Ân mua sữa, mua cả cho Khiên Ân, con Khiên Ân là hết 1.5 triệu. Khiên Ân phải bỏ thêm 200.000 ra nữa là mua cả nữa, là tổng cộng số tiền Khiên Ân được bên Chí Cẳng cho là 1.3 triệu, cộng số tiền Khiên Ân đi làm chùa công quả nữa là 600.000, tổng cộng là 1.9 triệu, vừa cả vừa sữa luôn á, là cho 2 triệu luôn. Một hộp sữa Chilimax 600g của Mỹ Hoa Kỳ á, Abbott Hoa Kỳ á, 560.000 một hộp, 3 hộp là 1.8 triệu rồi, một bịch cả 200.000 nữa là 2 triệu. Đó, từ khi khoa một Chí Cẳng cho Khiên Ân 1.3 triệu, rồi Khiên Ân đi kiếm 600.000 ngày rằm tháng chạp á, được 600.000, tổng cộng được 1.8 triệu, mua được 3 hộp sữa, còn 200. Khiên Ân qua ngày hôm sau, Khiên Ân chiều có hôm đó Khiên Ân kiếm được 200 nữa là đủ 2 triệu, mua vừa cả vừa sữa luôn. Đó, có ai cho Khiên Ân vậy không mà lên nói xấu Khiên Ân khang nghèo mà đi mướn oxy này nọ. Đó, hồi trưa Khiên Ân á quay clip bên nhà trọ chia sẻ cho quý anh chị cô biết á, đó Khiên Ân với vợ chồng Khiên Ân á, sống không được á, gia đình á phải bỏ gia đình đi sống chỗ khác để được riêng cư thoải mái. Quý vị đã quý anh chị đã từng có con gái con dâu con rể ở dưới quý anh chị khó khăn ở nào, còn bị quý anh chị cô bác đuổi con gái con dâu của mình ra ngoài ở riêng mà. Mấy quý anh chị đã từng trải qua cuộc sống của Khiên Ân, quý anh chị cô bác biết mà. Đâu quý anh chị nói xấu Khiên Ân dữ vậy. Từ lúc Khiên Ân làm vô cô Bi này có ai hỗ trợ cho Khiên Ân gì không? Mà nói này nọ, ở mấy anh em kia á, người mới vô làm không có giúp đỡ gì không? Còn đi nấu xấu này nọ. Còn nói Khiên Ân thương điệu không bằng hai chị em mì xào của Củ Chi. Đó, người ta không nhớ yêu thương mà đến á, giúp đỡ quá trời luôn á, giúp đỡ hết tất cả bằng số tiền Khiên Ân thương lòng. Mà nói Khiên Ân chân điệu nhóm yêu thương mà đến á, giúp đỡ của chị Hồng Loan á, giúp đỡ hai chị em của nó á, thằng Nguyễn Đăng Vlog á, giúp đỡ hai cha con á 200 triệu á, mướn nhà trọ cho nó chiếc xe mới nè, cho nó điện thoại mới nè. Nó còn nó xấu nữa, nó quay xe nó xấu này nọ. Khiên Ân ngược vậy không mà nói Khiên Ân ngày nọ, không biết hơn người ta thì đừng nói xúc phạm người ta. Khiên Ân nói đúng rồi, điện thoại tại Khiên Ân thấy nhịp sống thần đô á, có điện thoại mới hỏi giá nhiều ngày nọ thôi, rồi nó nói như giá đó 35 triệu, rồi Khiên Ân ra thấy giới rộng, Khiên Ân coi giống y chang đó luôn, S22 16 triệu. Đó, mà lần nữa tùy theo loại điện thoại khác thôi,
Đừng nói khi ngân ngày nọ, xúc phạm quá rồi. Còn chưa đến giờ có ai giúp đỡ khi ngân không? Đó, mấy lần mua trả góp á, có ai cho tiền khi ngân mua trả góp mấy lần không? Toàn vợ chồng khi ngân đi làm không à? Đó, cũ lần hồi chưa á, của vợ của khi ngân á đi làm á, tháng trước đi làm chưa phát bệnh á, năm trước đi làm á, vợ khi ngân mua tiền mặt á, còn bây giờ 7 tháng nay khi ngân mới mua mới lận trả góp thôi, còn thiếu người ta 8 triệu 800 ngàn, nói lộn thiếu người ta 800 ngàn. Mới lần đó là 13 triệu 500 ngàn, đưa trước trả hết 12 triệu 700 ngàn rồi, thiếu 800 ngàn thôi, trả hết 12 triệu 700 ngàn rồi, còn thiếu 800 ngàn là đủ 13 triệu 500 ngàn. Đó, mua góp mấy lần vậy á, công thức khi ngân đi làm á, đám ma phụ coi chép coi này coi nọ trong chùa á, được khán giả Phật tử đi chùa á cho tiền, thấy khương quá cho 150 bỏ vô khùng tiền, rồi cuối giờ lôi khùng tiền ra đếm được bao nhiêu để về trả góp mấy lần, còn bao nhiêu mua sữa mua cả cho con. Khi ngân có được như hai chị em mì xào không, được như hai chị em mì xào, được nhóm yêu thương mà đến hỗ trợ 200-300 triệu không, mà nói khi ngân xạo ngày nọ. Đó, hồi trưa khi ngân quay clip bên nhà trọ khi ngân á, cho quý anh chị cô bác biết á, đòi nào khi ngân nói xạo. Còn nói khi ngân là khang do nghèo mà đi mướn ô chi, gia đình khi ngân sợ khi ngân mất cứ con này, vì cho nên gia đình phải bỏ tiền ra phân nửa, mướn người làm coi coi con, chăm sóc con khi ngân tới lúc 5 tuổi, còn phần còn lại á là khi ngân phải tự lo liệu, như khả sữa khúc thần kinh của con khi ngân á là khi ngân chịu hết. Cho nên khi ngân những gì khi ngân nói là đúng lắm, không phải nói sai. Còn Yokobi này á, khi ngân làm á là do khi ngân nghe lời mấy người chủ trà hòm, đã cần khi ngân đã cần đi phụ ta, đã nói với khi ngân á là sao không chịu đi làm Yokobi đi, đi quay nhiều đi, mỗi tháng được kiếm 200-300 đô một tháng. Đó, khi ngân nghe lời ta rồi khi ngân mới làm cân này. Rồi lúc làm cân này chưa đủ tiền, chưa đủ giờ, chứ chưa đủ người đăng ký á, và chưa được bật cân kiếm tiền á, khi ngân rất là khó khăn nhiều. Có anh em Yokobi kia làm lâu rồi, có chỉ khi ngân ngày nào không, có giúp đỡ khi ngân không, dù mới làm tháng một tháng 200 triệu á, có giúp đỡ khi ngân không, mà bây giờ đi nói xấu khi ngân ngày nọ. Khi ngân mới vô không biết thì phải hỏi, phải chỉ khi ngân ngày nọ mà đi nói xấu. Rồi lúc ăn Hà Vinh với ông Quang Vô Lốc với chồng Cực Kiện á quay á, thì bên khán giả hâm mộ của Chí Cẳng á mới ủng hộ Thiên Ngân một phần nào thôi, với mà khán giả của chị Hồng Loan hỗ trợ Thiên Ngân lúc chưa được bật cân kiếm tiền, chưa đủ giờ với chưa đủ người đăng ký á, giúp đỡ trong một tháng thôi. Còn mấy tháng trước á, mấy tháng sau là tự lo liệu đó. Nay khi ngân nói cho quý anh chị cô bác biết là thật sự khi ngân rất là khổ, chi tiêu rất là đủ thứ, nào tiền nhà, nào tiền sữa, nào tiền cả, nào tiền ăn của vợ chồng khi ngân nữa. Vợ khi ngân bận lao, bận tiểu đường, làm ít tiền lắm, một tháng 4 triệu à, hồi xưa làm một tháng 8 triệu. Đó, nghe lời khi ngân á, vợ khi ngân nghe lời khi ngân á, làm ít tiền cũng được, miễn sao sức khỏe mình được tốt là được rồi, đừng có lao động nhiều.
quên sức khỏe mình là mình chết sớm á. Không nói xấu đâu, nói khi nó ngày đạo gian đạo, coi cái clip Minh Nguyễn 1986 đi, tối hôm qua livestream chửi khi quá trời luôn á, nói là ngày gian mang ngày đạo quyệt ngày nọ coi chừng á, nó biết điện thoại dòng ngày tốt dòng ngày xấu, người ta nghèo người ta không có tiền mua điện thoại dòng tốt thì sao, lên xúc phạm khi ngân quá trời luôn. Mấy quý anh chị coi lại cái clip của Minh Nguyễn á, 1986 á, bốc bốc Thiên Ngân từ tối hôm qua đến giờ luôn. Thiên Ngân thật sự là khổ. Quý anh chị đã từng trải qua cảnh hoàn cảnh Thiên Ngân rồi, gà trống nuôi con rồi, có ai giúp đỡ không? Ôi trèo dòng thực kiện nói này nọ, bên khán giả dòng thực kiện nói nghèo mà đi mướn ô xin. Thật chất là gia đình Thiên Ngân hỗ trợ Thiên Ngân một phần nào thôi, còn như là Thiên Ngân tự lo liệu. Nay là Thiên Ngân nói cho quý anh chị cô bác biết là Thiên Ngân không có xạo với ai, không có ai làm tiền với ai. Rồi khi ăn ngày dân với ăn quan vô lốc với ăn dòng thực kiện không vấn á, không vấn Thiên Ngân á, thì Thiên Ngân được khán giả của bên của Chí Cảnh á cho 1.3 triệu để cho Thiên Ngân đi làm chùa công quả chùa được 600-700 là chặn là tổng cộng là 2 triệu mua 3 hộp sữa với mấy bực tả là đúng 2 triệu 3 hộp sữa là 600-800, còn một bực tả là 200 là 2 triệu. Đó, hồi trưa Thiên Ngân quay hoàn cảnh Thiên Ngân ở trọ thế nào á, nó bị đuổi á, hôm nay không có tiền đóng Thiên Ngân á, không có đóng tiền nhà trọ Thiên Ngân á, ở á là Thiên Ngân bị đuổi ra luôn. Hiện tại Thiên Ngân trong túi còn đúng 1 triệu thôi, do chị Phan, khán giả Phan hâm mộ hôm qua gửi cho con Thiên Ngân 1.5 triệu để mua đồ áo mới mặc tết, rồi Thiên Ngân lấy 500 thôi mua đồ, còn nhiêu Thiên Ngân giữ để đóng tiền nhà. Đó, hiện tại Thiên Ngân còn thiếu 1.2 triệu á, cho nói cho quý anh chị biết, vài bữa nữa là hết sữa bên của anh Chí Cảnh ủng hộ Thiên Ngân và con Thiên Ngân một phần nào thôi á. À, từ đây đến có Thiên Ngân phải lo sửa lo cả. Thiên Ngân không có đời nào để sỉ nhục đâu, khúc phạm Thiên Ngân đâu, những gì Thiên Ngân nói đúng, không giống với thằng hai chị em mì xào của mì đâu. Ăn cháo đó bác á, người ta giúp đỡ kha khá rồi, có tiền làm vô cu bi, có tiền rồi, rồi quay xe, rồi nghe lời mẹ con quay chúa chửi, tối ngày chửi Hồng Loan tối ngày, nói Hồng Loan vô ơn, lấy tiền của khán giả làm shop ăn giặt này nọ. Thằng Nguyễn Đăng vlog á, quý anh chị cô bác á vào xem Nguyễn Đăng vlog á, có nào nó cũng chửi, livestream cũng chửi Hồng Loan á, người mang ơn á nhiều nhất là Hồng Loan với nhóm yêu cưng mà đó á, mới giúp đỡ hai cha con với chị em nó á, còn lần nói xấu Hồng Loan này nọ, hồi trưa nó bị chị nó bị Quân Lê dạy một bài học rồi đó, xúc phạm Hưng Lê là không có cửa đâu.
đừng nói Khi Ngân hồi chiều Khi Ngân bật đọc bình luận về khán giả bên dòng sự kiện nói là nghèo mà đi mướn ô chiên này là tiền của gia đình Khi Ngân bỏ ra, không phải Khi Ngân bỏ ra. Gia đình Khi Ngân sợ Khi Ngân không có sau này chị về già không có đứa con nào lo liệu, chứ không có ai bên cạnh Khi Ngân nữa, cho nên gia đình chưa chịu một phần nữa, một phần nào rồi. Còn bao nhiêu là Khi Ngân tự lo liệu. Rồi từ khi Khi Ngân đi làm kiếm được này nọ dần dụm mua mới lặn á, để sau này con Khi Ngân về ở với Khi Ngân á là đã có đầy đủ mấy lặn tivi rồi. Còn cái tivi đó bác Khi Ngân hỗ trợ Khi Ngân một phần nào thôi, để sau này con Khi Ngân về có tivi coi, không phải ở con Khi Ngân ở suốt gia đình như Khi Ngân đâu, phải về cha mẹ nó nữa. Giống quý anh chị đã có con cháu, quý anh chị biết rồi, cha mẹ nó không có thời gian chăm, mình phải chăm để cho cha mẹ nó đi làm, còn nhiều là kêu cha mẹ nó lo phân nửa, mình lo không phân nửa cho cháu mình. Quý anh chị cô bác đã từng làm cháu làm ông bà ngoại, ông bà nội, ông bà cố rồi, quý anh chị biết cái hoàn cảnh đó rồi, còn lên nói xấu Khi Ngân này nọ. Còn vụ ra thân tiền của anh Nguyên Vũ á, là cái lọc, hiện giờ cái lọc của anh Nguyên Vũ á, ở trong ống heo à, ngày mai Khi Ngân lôi ra cho quý anh chị coi. Khi Ngân không có dám xài luôn á, cái lọc đó chừng nào kẹt quá mới lấy lọc đó ra xài. Giống quý anh chị đã tất đầu năm quý anh chị đi chùa, được ai thì chì á, thì quý anh chị cũng lấy cái lọc đó cất để dằn thôi. Tại con bức xúc quá cô ơi, nói sai sự thật rồi, con khổ, đúng là con khổ, con gặp áp lực quá à. Con có trộm cắp nói xấu với ai không? Chừng nào cô chú cộng đồng mạng với nhóm yêu thương mà đó giúp đỡ con như được hai chị em củ mì á thì nói, còn không được thì con đừng có giúp đỡ. Rồi từ trước đến nay á, và con làm cân Yokubi này á, có ai giúp đỡ con không mà nói con này nọ, kệ, ai khương thì nghe, không khương thì biến. Còn nói anh em Yokubi dầm mưa dậy nắng, nó làm nhiều một tháng á, thằng Tâm Thiệt Phố nó làm nhiều á, một clip nó là 20 người xem, mỗi tháng nó kiếm 300 triệu á. Thằng Cưng Ba Miền một tháng nó kiếm 17 triệu á. Thằng Hằng Nhân một tháng kiếm 14 triệu á. Ngay Khi Ngân vô đóng nói cho mấy anh chị nói biết là dân khu mỗi người đó á, làm nhiêu một tháng. Nói anh em YouTube cực khổ ngày đêm. Đi quay không được chung sướng, không sướng gì, tháng nào cũng lẫn đều á. Phạm Nhân 14 triệu, Cân Miền Mì 7 triệu, Tâm Thiệt Phố 300 triệu, Hà Dân Ngô Gốc 60 triệu, Nhịp Sống Hằng Đô 150 triệu. Nó đạt nút bạc rồi đó, có giúp đỡ ai không mà nói này nọ. Khi Ngân bức xúc quá, Khi Ngân nói đừng xúc phạm Khi Ngân. Hôm qua có một cuộc điện thoại lạ gọi cho Khi Ngân, nói là Khi Ngân ơi, phải Khi Ngân không, lên nhà Hồng Loan gặp anh Nguyên Nguyễn lấy tiền.
Ngay khi ngân vô đốc nói cho quý anh chị biết á, dân thu mỗi anh em vô cô bi khác á là bao nhiêu tiền, đừng nói dầm mưa dễ nhắn. Rồi lúc khi ngân vô đây có thương tiền mấy anh em đó không mà nói này nọ. Những gì khi ngân nói rất đúng, thằng Tâm thiệt bố á, một clip nó 20 người xem, tháng nó kiếm được 300 triệu, nuôi 7 người con, 7 con vợ. Một chỗ, một quận. Đừng nói anh em vô cô đi dầm mưa dãy nắng. Khi ngân có kêu anh em hỗ trợ khi ngân cái gì không? Mà nói khi ngân thạo ngày nọ. Nó làm đâu, nó có tiền nhiều, nó mua điện thoại, nó quay mua điện thoại 3-4 cái luôn. Còn điện thoại Thiên Ngân là điện thoại dởm, Thiên Ngân nói sao mà là vậy thôi. Nó làm nhiều tiền thì nó mua điện thoại khác. Đừng có nói Thiên Ngân thạo ngày nọ. Kêu Thiên Ngân giả què, giả cật ngày nọ, thương tiền Hồng Loan. Hồng Loan giống Thiên Ngân thôi, hoàn cảnh giống Thiên Ngân thôi. Mất cha mất mẹ luôn rồi. Được ăn hai vũ lưng với cộng đồng mạng yêu thương thôi. Còn Thiên Ngân vô ốc có ai giúp đỡ không? Rồi khi làm vô cái quy này có ai giúp đỡ Thiên Ngân không? Mà nói Thiên Ngân xạo ngày nọ. Giang xạo không bằng hai chị em mì xạo. Ăn cháo đó bác á. Trên đời này Thiên Ngân không có gì sợ hết á. Nghèo chân tiền. Đừng có ăn trộm ăn cắp tham lam của ai là được rồi. Đừng nói xấu ai được rồi. Còn khi Thiên Ngân làm vô công ty có ai được giúp đỡ không? Anh em nào giúp đỡ không? Chỉ ba khám mộ của thằng Hào Nhân với chị Hồng Loan thôi, tiểu có gân giặt thôi. Họ gian măng ngày nọ. Hôm qua Thiên Ngân bị xúc phạm quá trời luôn rồi á. Cho người này Thiên Ngân không có để ai xúc phạm mình đâu. Nghèo người sinh, đừng có trộm cắp tham lam, dướng vô cờ bạc đổi đen là được rồi. Chịu khiên chịu khó là được rồi. Suốt ngày nói Thiên Ngân ngày nọ. Những gì hồi sáng với đêm qua Thiên Ngân đưa cho quý anh chị coi á là tin nhắn đúng của bên khán giả của An Minh Nguyễn 1986 kêu Thiên Ngân tới sớm ngồi chờ. Rồi Thiên Ngân qua quán cà phê mai đây á hỏi anh Quang Vua Lốc với anh Hà Dương Vua Lốc. Anh Quang Vua Lốc nói á là không có lương liên quan tiền bạc về mày nữa. Ở đây cậu Cao không có biết thứ họ An Minh Nguyễn. Những gì Thiên Ngân nói là rất là đúng. Thiên Ngân cũng đưa bằng chứng cho An Quang Vua Lốc, An Hà Dương Vua Lốc coi. Rồi An Quang ra nói với Thiên Ngân là cậu Cao không có dính líu tiền bạc về mày nữa. Chứ không biết thứ họ An Minh Nguyễn. Mày đừng có làm phiền cậu Cao nữa. Đừng có bốc có gì mày đừng có bốc cốt cậu Cao lên sống của mày. Đó những gì anh Quan Vua Lốc với anh Hà Dinh Vua Lốc nói với khi hôm qua vậy á. Rồi tối hôm qua anh Minh Nguyễn lên bốc thuốc này nọ nói khi ngân xạo trá lừa lọc. Biết điện thoại này tốt, điện thoại mới tốt. Những gì Thiên Ngân nói cho quý anh chị cô bác biết á, là rất là đúng. Tình trạng Thiên Ngân là rất khổ. Hiện tại Thiên Ngân không có ai được giúp đỡ như mấy hai chị em củ mì xong củ chi đâu. Đó quý anh chị thấy không? Mấy cân YouTube giúp đỡ mấy người kia á.
một lần thôi, mạnh thường quân giúp đỡ một lần thôi, lấy tiền không chịu, lấy tiền của mạnh thường quân không chịu đi làm ăn làm vốn, đưa cho mẹ đi trả nợ nần cờ bạc á, làm vậy ai ai giúp đỡ nữa? Quý anh chị thấy coi cưng vô quê lớn không? Như thằng Tiến Sài Gòn à, gì thầy đồng ngày nọ đó, nó giúp càng đứa tượng không đúng sự thật á, lấy tiền ăn chơi á, bây giờ muốn xưng lại á, muốn xưng tiền lại để trang trải á, đời người ta chỉ cho một lần thôi, không biết giữ quý đồng tiền đó thì đừng có nằm mơ xưng nữa đó. Thế Ngân suốt ngày coi clip đó, trao tiền không đúng mục đích á, giả bộ nghèo rồi nhỏ á, còn hứa với Thiên Ngân á là xuống nhà quay để cho cô chú cộng đồng mạng biết, hỏi cần xuống Thiên Ngân quay rồi. Thì không giống mấy cụ khác nói xạo đâu, giật gân đâu, ăn thật mà làm thật thôi đó. Quý anh chị thấy không, giúp đỡ rồi, giúp đỡ một lần rồi á, bây giờ không có tiền đi ra ngủ bờ ngủ bụi á. Ứng Thiên Ngân á, từ xưa đến giờ á, không bị ai xúc phạm, ai xúc phạm mà Thiên Ngân nói lại thôi. Hồi hôm qua đến giờ á, anh Minh Nguyễn nói Thiên Ngân ngày nọ làm tiền ngày nọ, muốn giáp mặt không, có chứng cớ nè, có cưng nhắn đàng hoàng luôn à, mà nói Thiên Ngân xạo ngày nọ lừa lọc. Hôm qua đã bình luận rồi, muốn giáp mặt không đưa chứng cớ nè, làm gì phải có chứng cớ đàng hoàng mới nói được người ta. Đó, sáng giờ Thiên Ngân quay với đưa chứng cớ cho quý anh chị á, đó, ba hâm mộ của anh Minh Nguyễn á, lừa lọ kêu Thiên Ngân qua nhà chị Hồng Loan lấy tiền của Minh Nguyễn á, có cần nhắn đàng hoàng nè. Thiên Ngân có lừa lọc ai không? Từ lúc Thiên Ngân vô YouTube á, làm YouTube á, được có ai hỗ trợ không? Có anh em mà hỗ trợ Thiên Ngân không? Mà nói khúc phạm Thiên Ngân dữ vậy, nói hằng ngày điêu trái coi chừng nó, không biết thì về quận tư hỏi Thiên Ngân thế nào. Từ xưa Thiên Ngân tự lập luôn á, có nhờ bả ai không? Về bên góc quận tư của Thiên Ngân ở á, hỏi vô chùa khỏi đừng nhắc nguyên á, hỏi Thiên Ngân hồi trước đến giờ có lừa gạt ai không, mà lần nói xấu Thiên Ngân còn không cho Thiên Ngân nói xấu nữa. Những gì Thiên Ngân hồi nãy nói á, là rất là đúng rồi thật, và quay cái clip đó là đúng, không có gian chưa chối. Hiện giờ Thiên Ngân đang cần 1,2 triệu à, với cần ít vốn, ít tiền để chuộc giấy tờ xe của Thiên Ngân ra à. Đó, có ai giúp đỡ Thiên Ngân được vậy không? Mà suốt ngày nói xấu Thiên Ngân, còn nói Thiên Ngân là bữa nào xuống nhà chọn Thiên Ngân quay để cho cộng đồng mạng biết này nọ, hỏi cần xuống. Hồi chưa Thiên Ngân đã quay rồi á, đó, mấy lặng á, Thiên Ngân vợ chồng Thiên Ngân mua á, có thân thỏ ai không? Có trộm cắp ai không? Kiwi thì bác Thiên Ngân hỗ trợ con Thiên Ngân một phần nào thôi. Bác bưng bà con á, bà nội á, đó Kiwi cái đó của bác Thiên Ngân cho Thiên Ngân để dần sau này con Thiên Ngân về ở với Thiên Ngân á, được có Kiwi. Còn mấy lần á, Thiên Ngân trả được 12,700,000 rồi, thiếu 800,000. 22 cây này ta tới lấy 800,000 à, nếu không có 800,000 trả ta lấy lại mấy lần à, đó, gặp khó khăn vậy á.
còn tiền nhà chỉ thiếu 1,2 triệu thôi, gần hết rồi. Đó, Thiên Ân từ trước, từ lúc vô làm vô Cô Bi chưa có tiền nữa, Thiên Ân cầm cố giấy tờ để lo cho con trai Thiên Ân á, lo nhà cửa cho Thiên Ân á, mọi việc luôn á. Cần nói Thiên Ân thạo điêu thạo ngày nọ, cần chứng cứ thì mai Thiên Ân quay một clip chứng cứ đầy đủ. Giấy tờ Thiên Ân đang ở trong lò á, lò cầm á, lấy tiền đó mua sữa, mua cò, mua cả, mua thuốc thần kinh cho con Thiên Ân uống á. Có ai được như Thiên Ân không mà xúc phạm Thiên Ân hoài vậy? Có cha, có con rồi, có con trai con gái rồi, không để đứt con cho con trai con gái đi mà đi nấu thấu người khác, giống bên chúa nào á, bên thằng phần nào á, suốt ngày đi nấu xấu người ta, không nghĩ lại mình đã có con trai con gái, sau này có cháu nội thì sao, sau này đẻ ra cháu nội cháu ngoại bị bệnh thì sao, nghĩ lại cái cảnh đi. Hồi xưa mình bị chửi người ta nhiều quá, cháu nội cháu ngoại mình gắn hậu quả đó, không chịu nghĩ cái cảnh đó đi, suốt ngày đi chửi người này người nọ, mà gì mà ác dữ vậy. Làm người không phải làm chó đâu mà chửi hoài vậy. Người ta còn ta biết chửi, người ta còn biết chút biết tự ái nha. Không phải giống con chó đâu mà chửi thuốc hay chửi hoài. Từ đêm qua, từ 7 giờ tối hôm qua đến 24 tiếng Thiên Ân bị chửi hoài à. Những gì Thiên Ân quay là người thật, đúng người thật, không có thạo láo với ai hết. Con nói cho các anh chị, các quý anh chị cô bác biết á, đừng nói Thiên Ân nghèo mà đi mướn ô chiên, nghĩ lại bản thân mày đi. Hồi xưa mày đẩy ra á, ông bà ngoại mày có mướn người lo cho mày không? Mày về hỏi ba má mày đi, mới hỏi được tới tao. Ba má họ mày hồi xưa cũng đi làm á, gửi con, gửi mày cho ông bà nội nuôi á, mỗi tháng đem tiền về cho ông bà nội nuôi nuôi mày á. Mày về hỏi ba má mày phải không? Mày đừng có xúc phạm cuộc sống người khác. Không có ông bà nội mà với ba má mày hỗ trợ á, là mày chết lâu rồi nha, mấy thằng phần kia. Từ hôm qua đến giờ Thiên Ân càng bị khán giả gọi điện chửi Thiên Ân quá trời luôn. Nói Thiên Ân chạo, đề phòng Thiên Ân này nọ. Thiên Ân không có giống loại người nào ăn cháo đấu bát đâu, như thằng Nguyễn Đăng vô lóc đâu. Đó, được nghe ông yêu thương mà đến của chị Hồng Loan với chị Vương Lê với chị Mani Coco á, hỗ trợ nó 300 triệu á, nào tiền nhà nè, tiền xe, tiền điện thoại nè, rồi làm ăn khá khá rồi quay xe, nghe lời chị củ mì á, rồi với phe bơm với chúa lại chim chút ngày chửi chị Hồng Loan hoài á. Với anh chị cô bác không chịu nói đi, nói Thiên Ân hoài vậy, chừng nào chị Hồng Loan á. Nãy Thiên Ân nói thật ra á, Thiên Ân không phải giống loại người ở dưới Củ Chi đâu, lúc này ăn không ngồi rồi chửi người ta, làm ăn mất quán, làm trước khi chửi người ta phải nghĩ bản thân mình thế nào, có ai giúp đỡ mình hay không. Lần ấy chửi người ta quá trời luôn. Đó, thằng Nguyễn Đăng Ngôi Lóc á, nó được chị Hồng Loan với nhóm yêu thương mà đến của chị Hồng Loan á, và với Mani Coco giúp đỡ nó 200 triệu, 300 triệu á, nào mướn nhà, nhà trọ nè, mua xe nó nè, mua điện thoại nó làm Vucobi nè, nó làm đường Vucobi được rồi, được khán giả yêu mến rồi.
nó được con chú của Huy trả tiền rồi, nó chửi Hồng Huy xe, chửi nghe lời chị mì xào củ mì á, chửi quay lại chửi chị Hồng Loan với nhóm yêu thương mà đến với má Ni Cô nữa đó, là người đó phải bỏ ra xã bắn bỏ ra xã hội, đừng có còn tại xã hội những người đó á. Nên nói những người đó đừng có nói Thiên Ân. Coi lúc Thiên Ân làm vô cái bi này có ai cộng đồng mạng nào, cô chú anh chị nào hỗ trợ Thiên Ân một phần như hai chị em cụ mì không? Nay Thiên Ân nói thẳng cái con thằng đó á, chứ người này làm gì không sợ đâu. Trời hại mới chết, người hại không có chết không nha. Qua lại chim chửi Thiên Ân quá trời trên mạng luôn, nói cẩn thận đề phòng Thiên Ân này nọ, gian xạo làm vô cô bi xin tiền. Ai cũng có lúc khó khăn mới vô làm vô cô bi thôi. Đó, mấy quý anh chị cô bác không biết á thì hỏi má Ni Cô về thằng phần bất thạo bất tiện đó, ăn cháo đó bác của thằng Nguyễn Đăng Vui Lóc á, phải không? Những gì Thiên Ân nói đúng không? Thằng phần đó á có khang khổ chị Hồng Loan với nhóm yêu thương mà lớn của chị Hồng Loan với má Ni Cô nói vợ em đi theo trai rồi. Bỏ lại cha con em, nay em khổ quá rồi, em không có gì cho con em ăn uống, chứ không mướn được nhà cửa. Rồi nhóm yêu thương chị Hồng Loan á, thấy vậy, với chị Hồng Loan thấy vậy nữa, rồi kêu chị Ni, chị má Ni Cô với mấy nhóm yêu thương mà lớn hỗ trợ nó, tất cả 300 triệu, rồi nó là rồi mua cho nó chiếc xe, điện thoại mới. 2-3 cái nó làm vô cô bi được 2-3 tháng sau có tiền rồi, quay xe nghe lời mì xào củ mì á với phe bún bò cần cần á, chửi quay chửi xúc phạm nhóm yêu thương mà lớn của chị Hồng Loan á đó. Đó, quý anh chị nên bắn bỏ thằng Nguyễn Đăng Bôi Lóc đi đi, thằng đó thằng cháu đó bác á, những gì Thiên Ân nói rất là đúng á. Không cần thì hỏi má Ni Cô á, có phải má Ni Cô giúp đỡ nó không, nó than khổ không? Còn chị của nó mì xào của mì á, làm đại gia gì bán vàng giả á, mà đi chân chị Phương Lê cái hàm răng 900 triệu, người ta đã hỗ trợ 80% thôi, 50% thôi, còn 50 phải bỏ tiền túi ra thôi, đừng cứ làm giống má ta, bà nội ta. Bây giờ Phương Lê còn bây giờ quay xe chửi Phương Lê quá trời luôn, chửi con Phương Lê không chửi chồng Phương Lê luôn đó. Người hai người đó phải bắn bỏ ra xã hội mới được. Ở chiều Thiên Ân đã nhức đầu rồi, từ cái vụ thằng khán giả của Ân Minh Nguyễn á hài quậy Thiên Ân tới giờ bực mình luôn rồi. Những gì Thiên Ân nói là rất đúng, muốn có chứng cớ thì ngày mai ra quán nước đem chứng cớ ra đó. Thiên Ân thấy vậy, Thiên Ân ra quán gặp anh Quang, anh Hà Dương Vô Lốc, hỏi biết số điện thoại Minh Nguyễn không, để em gọi để khán giả chuyển tiền cho em nè. Đó, cuối cuộc anh Quang nói tao không có biết vô số điện thoại của anh Minh Nguyễn, với đừng có sau này đừng có làm phiền tụi tao nữa, tụi tao không có dính dáng gì về tiền bạc về mày nữa. Anh Quang với anh Hà Dương nói vậy á, những gì khi ngân Phật lại là đúng. Rồi tối hôm qua lên ra chim chửi khi ngân ngày nọ, mày không đưa được chứng cứ á thì mày không bà họ mày không lên phường khơ tao á, mày về mày chết với tao, ông băm mày như băm chó ăn thịt á.
thằng Minh Nguyễn nói vậy á. Quý anh chị cô bác có xem lại cái clip Minh Nguyễn chửi Thiên Ân tối hôm qua đi. 2 kg đồng hồ á, mua thịt heo 200.000 á, ngồi nhậu chỉ uống 20 lon bia chửi Thiên Ân như vậy á, còn nói Thiên Ân xạo này nọ, biết dằn điện thoại. Người ta nghèo, người ta không có tiền, người ta mua điện thoại trung bình thôi, còn giàu khá giả á, làm được tiền nhiều á, tỷ phú á, mua mấy chục cái điện thoại mới cũng được. Những gì Thiên Ân nói rất là đúng á. Từ trước đến giờ chỉ mua phạm một lần thôi, có quay nhà Hồng Loan xin đâu, bị khúc đó thôi. Kể từ khúc đó đến giờ có quay nhà Hồng Loan xin tiền đâu, và có gặp Hồng Loan xin chị Loan ơi cho em lấy tiền không, chưa bao giờ Thiên Ân mất mặt xin tiền chị Hồng Loan với nhóm yêu thương mà đó. Chỉ một tình cờ chỉ xin lọc ngày 9 tây tháng 1, nhân dịp anh Nguyên Vũ ra MV Con Hứa Lấy Vợ Ba Má Ơi. Chỉ lúc đó thôi, từ lúc đó trở đi Thiên Ân có xin tiền ai không mà nói Thiên Ân vậy. Rồi qua 3 bữa sau, 3 anh em dòng thực kiện Hà Dương với em Quang quê lốc quay cho Thiên Ân rồi khán giả bên Chí Cẩn á, phan mộ Chí Cẩn á, rồi gửi tiền cho Chí Cẩn gặp Thiên Ân tối hôm đó, rồi nói Thiên Ân là khán giả bên ăn cho em chút đỉnh để em vượt qua mọi khó khăn này thôi. Và ngày hôm sau Thiên Ân nhận được 300.000 của khán giả của Chí Cẩn gửi nữa, và tổng cộng vào chiều qua, rồi Thiên Ân đi vô chùa làm công quả được 600-700 là đủ tiền mua sữa chứ mua cả cho con rồi. Rồi lúc đó Thiên Ân có làm livestream xin tiền ngày nọ không đó. Hiện giờ Thiên Ân được 14 đô rồi á. Rồi lúc ăn Chí Cẩn nói Thiên Ân có vợ, Thiên Ân đi làm đều á, quay đều á, có quay cái clip xin tiền người này người nọ không? Không có hề nha. Thiên Ân đã bị 2 lần rồi, là Thiên Ân không dám nữa. Sao cự còn sao cậy hôm qua, tối hôm qua cậy sao nó Thiên Ân này nọ, còn khắc hức Thiên Ân khưa, không khưa được thì về băm Thiên Ân chết. Làm vô cô uy kiểu đó hả? Đứng miệng ăn quan vô lốc nói à, tụi tao không có dính líu tiền bạc của mày, tao không biết số điện thoại anh Minh Nguyễn. Những gì anh Quang nói Thiên Ân thuật lại cho quý anh chị cô bác. Hôm qua anh Quang vlog với anh Hà Dương nói vậy, không có đặt điều. Tối hôm qua lên chim chửi Thiên Ân, ngồi nhậu cho đã, uống 20 lon chửi Thiên Ân biết này nọ, còn kêu Thiên Ân giả què thích khúc nổ lên trước cửa cầm cái cây chống nạn tới nhà Hồng Loan xin tiền để mua điện thoại đó. Xúi dục Thiên Ân vậy á, có làm ăn lớn không? Làm ăn lớn á thì để cho đứt con cháu đi, ai cũng có con cháu hết á. Không biết trời mình đi trên đường không biết mình chết lúc nào á. Đừng có sỉ nhục người ta. Hôm nay lần cái clip này nói con ngót á, tôi không có bao giờ bị chuyện. Tôi chỉ phạm 2 lần thôi, còn lần thứ 3 tôi không có. Đừng nói tôi xạo. Nhậu vô chỉ nói cầm bậy cầm bạ đó. Mấy anh em kia Thiên Ân có nói có bốc phốt cái gì không, có bốc phốt Thiên Ân gì không? Nói lại về hoàn cảnh thằng Nguyễn Đăng vô lốc á, anh cháu đó bác thôi.
được nhóm yêu thương mà đến của chị Hồng Loan với má Ni, cô hỗ trợ cha, hai cha con đó, với chị Phương Lê hỗ trợ chị nữa, bộ hầm gan 900 triệu, người ta bộ hầm gan 2, 3, 10 tỷ á, 3, 4 tỷ á, không phải 900 triệu đâu, hỗ trợ phân nửa là còn phải phân nửa phải bỏ tiền ra, đừng có làm giống má người ta, bắt người ta miễn phí chút đời. Đại gia gì mà gì mua máy hàng giả á. Hồi chưa họ có qua lần clip có đêm qua lần clip chửi vợ con ba mẹ con Phương Lê á với chồng Phương Lê luôn á, cái này bị Phương Lê chửi quá trời đó, nhập viện rồi đó, không để đứt cho cháu nội đứt con đi lên chửi rủa người ta như cháu dạy không được được lâu năm đi khám như chích ngừa phòng bệnh dạy á. Ờ, hôm qua đến giờ xúc phạm Thiên Ân quá trời lắm rồi hả? Hốt có nhà Thiên Ân quay để cho khán giả mấy ăn biết ngày nọ. Rút cuộc ở chờ hoài có biết đâu. Hôm qua với hôm nay Thiên Ân tự làm clip luôn á. Quay cho cộng đồng mạng biết với anh chị cô bác biết á. Thiên Ân không sống được gia đình thì ra mướn nhà. Sống riêng tư ngày nọ. Tự làm mua này nọ, bây giờ Thiên Ân gặp bí quá với khó khăn quá không biết gì sợ ai á, cho nên Thiên Ân mới xin thỏ thôi. Đời sống bây giờ đi làm khó khăn lắm, bây giờ đi nhậu quán nào cũng dẹp mặt bằng hết rồi á, có đi làm được không, chỉ ăn trộm ngâm cáp bán xì ke á thì được. Bây giờ quán ốc nào á dẹp hết luôn á, cho quê mặt bằng nghỉ hết rồi á, thấy di động còn dẹp 200 cửa hàng trên toàn quốc luôn á. Kinh doanh bây giờ khó khăn lắm, đi làm việc làm khó khăn rồi, bị thằng Trung Quốc nó hại rồi, không biết điều đó mà như nấu xấu người khác. Anh ơi, anh dành cái đó dành cho anh Minh Nguyễn nha, anh Minh Nguyễn khoái nhậu với thịt chó với thịt heo quay á, 200.000 ký á, với 20 lon bia á. Tôi chưa bao giờ nhậu nhẹ với ai hết á, đừng có chối tôi sợ nhậu lắm, nhậu vô rồi ta chối tôi làm bậy nữa, vô ghế đá ngồi hả. Có từ bỏ nhậu rồi, đừng có nói. Muốn nói là nói ăn Minh Nguyễn á. Ăn thích nhậu thịt chó với hay quay 200 ngàn á, 20 lon bia á. Nhậu xong rồi nói bậy bạ á. Thiên Ân nói tóm lại là Thiên Ân không có sẵn nói xạo, nó thêm nó bớt. Muốn có chứng cớ thì có chứng cớ. Đừng vô đây nói cái ngày nọ nhậu vô rồi nói tào lao, cái ngân bức xúc quá, phải nói cho mọi người biết. Bây giờ cái gia đình giao trọng chất cái ngân rất là nặng đó, cái ngân làm vì con không à, không phải vì ai đâu, bạn bè cái ngân có giao tiếp ai không.
mà đi nói xấu cái ngày nọ, nói là ngày ghê lắm, nó biết điện thoại này cốt, điện thoại khác cốt, muốn biết thì vô cái di động coi. Người ta có mắt có tay chân, người ta đi coi khám phá này nọ thôi. Ai chân đời này ai cản? Còn túi riêng giả què xưng tiền không lon, chỉ có nước mà đào xuống lỗ chết đi. Thiên Ngân nhắc lại lần nữa, ô chiên đó là gia đình Thiên Ngân mướn để chăm lo con Thiên Ngân từ lúc ra đời đến lúc 5 tuổi, rồi giao lại cho Thiên Ngân nuôi. Không phải một Thiên Ngân khang nghèo mà mướn ô chi đâu. Đó, hồi trưa Thiên Ngân quay phòng trọ của Thiên Ngân với vợ Thiên Ngân ở á, cho quý anh chị coi á, mới lặng Thiên Ngân mua trả góp á, mỗi cần góp 400 á. Có ai cho cái ngân tiền mua mấy lần đâu. Còn cái TV á là bác Thiên Ngân hỗ trợ con Thiên Ngân sau này về ở Thiên Ngân có TV đầy đủ. Bác của Thiên Ngân còn lo xa cho Thiên Ngân nữa. Đời này ai biết trước được, chỉ biết trong ngày mai, biết trong hôm nay thôi, không biết ngày mai mình đi đâu. Đi ngang đi chợ ngang về có chết không, chỉ biết sống hôm nay thôi. Bởi vậy bác Thiên Ngân biết trước tương lai, sắm sửa cho Thiên Ngân con Thiên Ngân một chiếc TV Samsung trị giá 7 triệu. Đó, phòng trọ Thiên Ngân á chật hẹp á. Đó, những gì Thiên Ngân hồi chưa quay á cho cộng đồng mạng biết á, đừng có vô clip nói này nọ. Những gì Thiên Ngân nói là càng hoàn toàn đúng rồi thật. Hôm qua qua Thiên Ngân cũng hỏi anh Quang với anh Hà Dinh là biết trước điện thoại Minh Nguyễn không, hai thằng cũng trả lời cụ con không có biết, cụ con từ nay đến giờ, từ đây đến về sau cụ con không có dính líu về tiền bạc của cụ bay nữa, cụ mày nữa. Không cần quý anh chị cô bác hỏi Quang Quê Lốc với Hà Dương Nghi có nói đúng như vậy không, mà sao có anh kia anh Minh Nguyễn lên nói cái này nói xạo, lừa đảo có chứng cớ nè. Muốn mất người ta phải cho chứng cớ, giết người cũng phải có chứng cớ can vật. Đừng có vu khống. Ở hôm nay Thiên Ngân ở nhà với ở ngoài bà kè á, mực quá Thiên Ngân không muốn gặp ai hết á. Hồi xưa ta nói nghèo thì xin, đừng có tham lam, đừng trộm cắp, đừng bị chuyện, đặc biệt bị chuyện. Thiên Ngân từ xưa đến giờ không có bị chuyện ai á, có sao nói vậy thôi. Hiện giờ Thiên Ngân á không dám về nhà trọ luôn á, có tiền đâu mà tiền lo cho con hết rồi, ai cho tiền Thiên Ngân cũng mua sữa cho con hết rồi. Không phải Thiên Ngân lấy tiền đó, tiền qua mộ của Chí Cảnh ăn xài kêu quan đâu, mà nói Thiên Ngân gì kiểu vậy, thương điểu không giống thằng vô khu vi Nguyễn Đăng vô gốc mì xào củ mì má, mấy thằng đó thương điểu á.
đó, mấy anh em đó làm lâu năm rồi đó, có giúp đỡ Thiên Ân gì được gì không mà vô đây nói xấu này nọ, bình luận đủ thứ kiểu. Mỗi lần Thiên Ân live stream á là cậu bên cần cần á nó vô đây, bên ra chú chưa vô đây nó kêu nhà mày có đám ma hả, nhà mày có tiệc hả, qua đây tao cho 50 triệu. Thiên Ân hồn không dám qua vì dân dự mình pha chức nghĩa, mình không có qua pha xấu. Đây là Thiên Ân nói cho quý anh chị biết á, mỗi lần Thiên Ân live stream á gặp bên cần cần vô đây nó giả văn này nọ, nó quậy phá Thiên Ân, nó kêu Thiên Ân qua nó cho 50 triệu bán cân Thiên Ân vô lúc đi, nó hỗ trợ Thiên Ân 100 triệu. Thiên Ân vì vì dân dự pha chính nghĩa, không có ham đồng tiền của bên bọn xấu đâu, ăn xác chết người của người ta đâu. Mỗi lần Thiên Ân lại chim gì bên kia kêu Thiên Ân qua không à, nay Thiên Ân nói quý cho quý anh chị cô bác gần xa biết, cần thần quay chúa đang mua chuộc Thiên Ân á. Thiên Ân không có làm vậy, mình đã về phe chính nghĩa là mình luôn luôn trung thành bảo vệ chủ đối lại kẻ địch. Đó nãy nó vô á, nó kêu Thiên Ân á qua cho Thiên Ân 50 triệu về nuôi con kìa. Chùm cuối xuất hiện à, ông chủ trại hòm à. Đó. Bên cờ ba chúa á, nó vô đây nó phá à. Nay Thiên Ân nói cho quý anh chị biết á, Thiên Ân là phá chính nghĩa, bảo vệ chủ, diệt kẻ xấu, kẻ gian, ăn chắc chết con người ta. Mày nhớ nha thằng bên về chúa, mày chuẩn bị ăn chết, chuẩn bị vô cầu ngồi đi. Mày hằng hạ con người ta, đổ thừa con người ta, vu khống con người ta nha về chúa. Còn cứ kêu tao qua tụi mày cho 50 triệu về nuôi con tụi mày hả? Tao không có làm vậy đâu. Một khi tao dính vào pha chung nghĩa này tao dính suốt đời, tao không có làm bậy đâu, cũng giống cụ mày phản chủ đâu. Cha con người ta giúp đỡ cụ mày biết bao nhiêu củ cải, biết bao nhiêu chức lực rồi, cụ mày hằng hạ con của hằng hạ cha ta mất sớm, ta con cha ta đang bận nhờ, kêu cha ta nhậu hoài, còn ghi hình này nọ, cầm cái tay cha của con, cha của người ta ghi là cậu cho căn nhà này nhé, nghe quận gia. Mày đừng có vô live stream của Thiên Ân chửi tao, đừng chửi tao nha, tao nói rồi, những gì tao nói tao giữ lại, tao vô khoe chính nghĩa. Dù con khổ, con không có vô, không có về nhà, về phía mày lấy tiền đâu. Nay còn tao nói cho mày biết á, mỗi lần tao ra chim là mày, tụi mày vô quậy tao. Tụi mày quậy cho đã đi. 20 năm tù của mày sắp sửa đến rồi đó. À, nãy Thiên Ân kể cuộc đời Thiên Ân ngày nọ với gia đình Thiên Ân, hỗ trợ Thiên Ân mướn người làm với hỗ trợ Thiên Ân một phần nào thôi. Nó vô đây nó nói Thiên Ân qua bên bún mòn, nó cho 50 triệu đem về nuôi con của Thiên Ân, nhưng Thiên Ân không có chịu. Thiên Ân mới chửi nó với anh chị của bác, 20 năm tù, 25 năm tù, nó sắp tử đó rồi nè.
trong gần ngày nè, trước tháng hai nè, cậu nó sẽ vô tù ngồi cùng với siêu mẫu Ngọc Trinh á. Ở siêu mẫu Ngọc Trinh bị 7 năm tù á, gây rối trật tự ảnh hưởng trên cộng đồng mạng á, là 7 năm tù á. Vô đó gặp siêu mẫu Ngọc Trinh làm bạn với nhà báo Hoàng Nghi á, làm bạn luôn cho vui vẻ, có đôi có bạn. Nhà báo Hoàng Nghi cũng như bị 17 năm tù á. Nay khi ông vô đốc cho quý anh chị biết á, rồi đầu tháng 2 cụ nó không còn ăn Tết Việt Nam đâu. Ăn Tết trong tù á, 1 ký thịt heo, 200 ký thịt heo trong tù phát ra mỗi người 1 phần thịt heo thôi. Trong tù người ta chỉ 1 tháng người ta cho ăn 2 lần thôi, thịt heo hoặc cá thôi, không phải ăn chay như ở ngoài đời đâu quý anh chị. Thiên Ân đã trải trong tù, Thiên Ân biết rồi, vô đó khổ lắm, không phải sung sướng giống ở ngoài tự do tự khác đâu. Tội nhẹ thì được ăn sướng, còn nặng hiếp dâm á là suốt ngày nó cởi quần của mình ra, nó bắn con cu luôn, bắn trứng gái luôn, bắn chừng nào cu đỏ sưng rồi nó chét muối chét ớt á. À, cụ nói trong cầu nó ghét tội đó lắm á quý anh chị, tội trộm cắp, tội giết người nó không ghét, nhưng nó ghét tội hiếp dâm lắm. Ở vô đó rẽ cái cẳng, cụ mày vô cụ rẽ cái cẳng của cụ mày thế nào. 25 năm cầu chân này con không có về. Cụ mày đi trước, cụ mày sẽ đi sau ông Bảy chết á. Cụ mày, ông Bảy chết không mà cụ mày mới đi á, Bảy chì ke á, gọi là Bảy ho gà á, hút phải khí của Kim Thục Dơ á. Bữa trước quay trên mạng kia nhận tiền âm phủ của chị Kim ăn gì, tiền âm phủ để cho Bảy chì ke á. Em không có thiện đâu chị ơi, em bực mình từ hôm qua đến giờ á chị Mai ơi. Xúc phạm em đủ rồi, con người không phải con chó đâu, xúc phạm hoài. Không giống hai chị em của mì xào Củ Chi đâu, được ta giúp đỡ quá trời luôn. Bây giờ quay ke chửi ta quá trời luôn, bóc phốt người ta này nọ á chị Trương Mai. Thiên Ân chưa bao giờ thiện, chỉ nóng nhật thôi, bực xúc thôi. Con người không phải con chó đâu mà xúc phạm Thiên Ân hoài vậy. Thiên Ân nói khổ là khổ, không phải sướng đâu. Sướng ai ai sướng như tụ kia ăn chất chết người ta, lấy tiền phúng biếu người ta, đi mướn người hại người khác nữa. Nay Thiên Ân bức xúc quá, Thiên Ân nói cho quý anh chị cô bác biết á, Thiên Ân chưa bao giờ nói láo nói xạo. Muốn có chứng cớ thì Thiên Ân sẽ đưa chứng cớ những người giúp đỡ tháng trước cho Thiên Ân, như chị Khoa Khâm Mộ bên chị Hồng Loan á, giúp đỡ cái ngân 1 tháng trước á là 7 triệu đồng, 7,5 triệu, đứng luôn số tiền hôm qua cái ngân nhận được 1,5 triệu luôn á, là 7,5 triệu ít cho trong chùa Phật tử nhà đại gia á, hỗ trợ cái ngân 10 triệu mua chiếc xe cũ lại á, còn giấy tờ cái ngân cầm để nuôi con cái ngân rồi, xe này có giấy tờ đàng hoàng. Nãy Thiên Ân nói cho quý anh chị biết là Thiên Ân không có thiện, không có nhậu, bức xúc quá phải lên nói thôi cho hạ dạ, đừng có đặt điều vu khống Thiên Ân này nọ. Nó Thiên Ân kể giả mạo này nọ, giả mạo không bằng bên nhóm hai chị em mì xào của mì Nguyễn Đăng Vô Lốc
có hai nhóm nữa được Kha giúp đỡ quá trời rồi, bây giờ khoảng phút á anh cháu ra bác á. Hai người đó phải lại bỏ xã hội mới được, đừng có sống xã hội trên đời này nữa. Có hai người đó phản phúc á, người chị cũng phản phúc á, người em cũng phản phúc nhiều hơn người chị á. Nói tóm lại từ đầu Khiên Ân nói rồi, là Khiên Ân không có mướn người làm. Khiên Ân ở có ba đứa, chết hai đứa vì vợ Khiên Ân nuôi không có khéo. Cho nên ở gia đình Khiên Ân á, mướn người làm coi con Khiên Ân mà trả tiền người làm đó. Còn như về phần còn lại Khiên Ân chịu hết, như thả sữa, khúc thần kinh, khúc này khúc nọ, chữa cấm em bé này nọ, Khiên Ân trả hết. Với tiền nhà tiền điện á, tiền nhà trọ tiền điện này nọ của Khiên Ân cũng chịu hết. Cho nên Khiên Ân bí quá, gặp khó khăn đủ đều. Cho nên Khiên Ân lên đây đứng chứng lại là Khiên Ân không có xạo với ai hết. Đừng có ai xúc phạm Khiên Ân. Muốn xúc phạm người khác phải nghĩ bản thân mình đi. Mình đã tải, mình có chạy qua hoàn cảnh đó không? Nếu chạy qua hoàn cảnh đó rồi thì xin mời im miệng vô đi. Ai trên đời này cũng khổ hết á. Không nuôi được con cũng nhờ ba mẹ nuôi. Mấy người công nhân viên á, có con có cái rồi á, đưa cho ông bà ngoại, ông nội nuôi á, mỗi tháng á, mỗi dịp lễ Tết á về quê thăm con, thăm bà mẹ, ba hai hai đứa con với ba mẹ hai bên á. Ông bà giống như Khiên Ân cũng vậy á. Đừng có lên đây nói xấu Khiên Ân nữa. Không có giúp đỡ Khiên Ân, đừng có nói xấu. Muốn nói xấu thì nghĩ lại bản thân mình đi, đã giúp được gì người ta chưa? Rồi Khiên Ân quay lúc nói lại lần nữa, là tiền mướn người ô xin chăm con Khiên Ân á, là gia đình hỗ trợ một phần thôi, còn phần còn lại Khiên Ân tự lo liệu như cả sữa. Đừng có nói Khiên Ân nghèo mà đi mướn ô xin nha. Con người cũng có lòng tự trọng tự ái á, xúc phạm người ta đủ rồi á. À, còn nói giúp đỡ Khiên Ân, quay cho Khiên Ân một clip để cho bà con cô bác cộng đồng mạng biết. À, bây giờ hỏi cần quay, hồi trưa Khiên Ân đã quay rồi đó. Nhà trọ Khiên Ân á, thật sự là xuống gặp Khiên Ân đi. À, mấy lần á có ai cho tiền Khiên Ân bỏ ra không? À, hai vợ chồng á có giấy trả góp đàng hoàng luôn á. Khiên Ân nói xong rồi nói vậy thôi. Đời trên đời này phải trung thật, người ta gian xạo người ta cũng ghét thấy mồ. Khiên Ân xin lỗi quý anh chị cô bác, tại Khiên Ân bức xúc quá. Từ hôm qua đến giờ Khiên Ân bực mình đủ thứ. Nay Khiên Ân lại thêm nói sự thật cho quý anh chị là Khiên Ân đã bị nhóm Yukubi kia xúc phạm Khiên Ân đủ điều. Muốn xúc phạm người khác á, phải nghĩ lại bản thân mình, cha mẹ hồi xưa mình thế nào, được ông bà ngoại nuôi hay sao mới đi nói người khác.
Tại Khi Ngân bút chút quá, Khi Ngân lên livestream Khi Ngân nói thôi, không phải Khi Ngân nhậu nhẹt đâu. Con người không phải con chó đâu mà xúc phạm hoài vậy, mà chịu livestream nữa. Khi Ngân nói thật nha, Khi Ngân không có gì hỗn láo với ai hết, lễ rất là lễ phép, chứng trên giường dưới nghe bạn Duy. Bạn nói Khi Ngân là bậy nha, chưa bao giờ Khi Ngân hỗn láo với người trên của mình hết, chưa bao giờ hỗn láo với ba anh em trong sự kiện với Hà Quân. Hà Vinh vô lốc với Quang vô lốc không nha, với mấy anh em khác nha. Bạn nên hỏi mấy anh em khác á, thằng Khi Ngân thế nào, lúc nó có tiền nó có mời anh em uống nước không, mà nói Khi Ngân đừng cưng chi hỗn láo, phải lễ phép, chưa bao giờ Khi Ngân hỗn láo với ai hết á. Từ lúc Khi Ngân làm vô Covid này, Khi Ngân không có lộn láo chửi khè với ai hết. Chỉ có hai tội thôi của Khi Ngân gây ra thôi. Thương tiền đăng clip Thương tiền nhà Hồng Loan là một, Thương tiền ăn Nguyên Vũ là hai. Chỉ hai cái tội đó Khi Ngân rút kinh nghiệm rồi. Còn mấy chuyện khác Khi Ngân không có hỗn láo chửi ai hết. Bạn nên bạn họ bạn bạn không biết á, bạn hỏi thằng Hạo Nhân á, người giúp đỡ Khi Ngân rất là nhiều á, thằng đó á chứng kiến sự việc của Khi Ngân á, từ lúc Khi Ngân đi vô làm vô Covid đến giờ á, nó giúp Khi Ngân đứng chứng sự việc vụ Thương tiền Hồng Loan á. Từ lúc đó bên khoa khám mộ Hồng Loan á biết cần á, mới giúp đỡ Khi Ngân á, giúp đỡ Khi Ngân đúng một tháng thôi, để cho Khi Ngân vượt qua mọi khó khăn mà được mau có tiền vô Cô Bi làm. Bạn không biết, bạn hỏi thằng Hạo Nhân á, nó biết gần về Khi Ngân á, có lễ pháp hỗn đáo với ai không, có chửi rủa ai không, lúc nào cũng Khi Ngân cũng hòa đồng mà mấy anh em đó á. Phải hôm qua Khi Ngân bị ăn lớn vô Cô Bi á, chỉ nhục Khi Ngân quá, đến giờ này cũng bị chỉ nhục luôn à. Cho nên Khi Ngân bút chút quá, mới lần ra chim nói hết tất cả những gì Khi Ngân bị ăn lớn bút chút vu khống Khi Ngân. Còn chuyện hỗn láo lễ phép với ai á, thì bạn nên hỏi thằng Hạo Nhân á về Khi Ngân đi. Khi Ngân trên đời này chỉ phạm hai lần thôi, không có lần thứ ba đâu, là quay trước nhà Hồng Loan Thương tiền với Thương tiền ăn như Nguyên Vũ vậy thôi. Còn ngoài ra chuyện khác là Khi Ngân không có biết. Bạn đừng có vô đây bạn nói thằng báo đáp. Bạn muốn biết á, với anh chị muốn biết á, hỏi thằng Hạo Nhân vô lốc á, nó cho với anh chị biết hết về Khi Ngân thế nào, có hòa đồng lễ phép không, vui vẻ với bạn bè không, với anh em không. Mà nói Khi Ngân không lễ phép bậy rồi nha. Con người không phải con chó đâu mà nói này nói nọ.
Từ hôm qua, từ đêm, từ tối hôm qua đến giờ là xúc phạm Thiên Ân rất là nhiều rồi đó. Người ta có lòng tự ái không phải, không biết tự ái đâu mà xúc phạm quá trời luôn. Không có nghĩ về con cái sau này của mình đi. Lỡ trên đường đi chết bất tử ai cứu? Con cái mình cứu không? Rồi xuống đi, chết xuống dưới đó. Diêm Vương hỏi mày sao mày này nọ, trả lời sao? Làm ác gặp ác, làm phước gặp phước à. Đừng có làm ác nữa. Làm vô cô bi gì mà làm ác quá trời luôn. Thiên Ân bút chúc từ đêm hôm qua đến giờ quá nhiều rồi nên Thiên Ân lại thêm cho quý anh chị biết về sự thật. Thiên Ân rất là khổ, gà trống nuôi con một mình bươm chải đủ thứ, ai kêu gì Thiên Ân cũng làm, miễn cho có tiền nuôi con trai Thiên Ân rồi. Bà đừng có phạm pháp về pháp luật là được rồi, như chì ke, kiếp đổi đen, cướp giật, giết người, trộm cắp là đừng có phạm những tội phạm đó là được rồi. Còn việc khác Thiên Ân cũng làm được, họ hồ cẩm sát người chết cũng được, lau hũ cốt của người chết ở trong chùa cũng được, miễn sao có tiền đem về nuôi cho con Thiên Ân được rồi. Thiên Ân nói vậy thôi cho quý anh chị cô bác biết. Từ hôm qua đến giờ Thiên Ân bị cơn lớn Jacobi nói xấu Thiên Ân rất là đủ điều. Nên nói, muốn nói thì nói cơn đó nhậu vô khi nói bậy bạ hay nọ, vu khống người khác á. Hồi sáng Thiên Ân cho quý anh chị cô bác biết á, chứng cứ hôm qua á, bên khán giả ăn đó gọi cho Thiên Ân là kêu Thiên Ân qua lấy tiền ăn Nguyên Nguyễn. Cứ nhắn sau Thiên Ân đọc lại, anh đã chuyển tiền cho ăn Nguyên Nguyễn, em qua lấy số tiền đó đi về trang trải cuộc sống. Đó, chứng cứ á. Sáng Thiên Ân live stream rồi đó, đưa chứng cứ ra cho quý anh chị cô bác và cộng đồng mạng xem á, khán giả hai bên đều xem á. Thiên Ân có nói sai không? Và khắc khức Thiên Ân lên công an, không lên công an về bị đập chết Thiên Ân. Làm vô cô bi á, đừng có dở cớ dở hối công đồ nghe. Nói trước rồi đó, dở cớ công đồ đừng có làm vô cô bi. Làm như cô bây giờ phải biết chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của người ta cần giúp đỡ. Đừng có vô đây làm như cô bây đòi hâm giết người ta. Làm cơn lớn kiểu gì kỳ vậy. Rồi hôm qua xúc phạm Thiên Ân quá trời rồi á. Làm như cô bây này phải gian khẽ quay phim. Những người khó khăn cần giúp đỡ trẻ cho cộng đồng mạng coi có nên giúp đỡ hay không, mà vô nói xấu Thiên Ân quá trời luôn.
người ta nói sao người ta làm vậy thôi, người ta cứ đặt điều vu khống đâu, người ta thấy khổ, Thiên Ân thấy khổ, Thiên Ân quay clip vậy cho cộng đồng mạng biết là tình hình đến giờ Thiên Ân có ai hỗ trợ Thiên Ân chưa. Hứa Thiên Ân giúp đỡ Thiên Ân, kêu Thiên Ân ơi, vài bữa nữa ba anh em tụi tôi xuống quay nhà trọ Thiên Ân của ông để khán giả bên tôi coi và giúp đỡ ông một phần nào. Rút cuộc ở chờ một tuần nay rồi có được cái gì không? Mà nói nha, Thiên Ân đủ liều, nói ông chịu giữ lời đi. Người khác này, người này bận thì người kia quay cũng được, xuống nhà quay được, chờ gì người kia. Bên nào cũng có khán giả hết á, đừng chờ người kia, người này mất bận hay người kia quay cũng được mà. Nó hỏi cần quay, khi ngã quay rồi đó. Rồi chiều Thiên Ân đọc bình luận bên khán giả dòng sự kiện nói nghèo mà mướn ô xin. Cái này là do gia đình Thiên Ân muốn giữ đứa bé lại, không muốn mất đứa bé, cho nên mướn người làm chăm lo cho con Thiên Ân từ lúc ra đời lớn lúc 5-6 tuổi, giao về cho cha mẹ nó quản lý vậy thôi. Còn phần khác á, do cha mẹ nó đi làm lo cho nó. Đừng có vô bình luận này nọ, nghèo mà đi mướn ô xin. Những gì hồi nãy Thiên Ân nói hết cho quý anh chị cũng biết rồi đó. Là Thiên Ân không có bao giờ phạm phúc đâu, nó đặt điều vu khống người khác đâu. Nói vu khống người khác á, phải có chứng cứ đàng hoàng. Đó, chứng cứ hồi sáng Thiên Ân á, đã quay cho quý anh chị coi rồi đó. Thiên Ân không có không bao giờ nói xạo, nói ráp, đặc biệt đâu. Đó, hôm qua Thiên Ân nhận được chị khán giả của bên chị Hồng Loan cho 1 triệu gửi, cho con Thiên Ân 1 triệu gửi mua đồ cất á. 500 Thiên Ân đưa cho bà Vũ 500 rồi, còn 1 triệu đây để Thiên Ân góp vô cái nhà và kiếm thêm 1,2 triệu nữa là đủ 2,2 triệu 50 rồi á, 2,1 triệu 50 á, cho 2,2 triệu đi, đang thiếu 1,2 triệu à. Rồi này mai á, đừng có bê chéo này nọ, để Thiên Ân tập trung lo làm trả tiền nhà cửa cho bà lo cho cuộc sống Thiên Ân với con Thiên Ân nữa đi. Đừng lên đây nói này nói nọ bực mình quá à, xúc phạm người khác hoài à. Nhưng dịp đẳng tiện á, muốn nói có người khác á, nghĩ lại bản thân mình đi. Lúc mình bước vào chân vô làm vô cô bi này á, có khăn khổ không, có khó khăn không, vợ chồng có chửi cãi lộn thường xuyên không, rồi mới nói người khác nghe. Ai cũng vậy á, không phải một mình cái ngân đâu. Bước vô chân làm vô cô bi này gặp nhiều khó khăn ngày nọ, ai cũng hết á, không được như gì đâu. Rồi Thiên Ân xuống lại, con nói cho chú nghe nè, chú ơi, chú Cường Phạm ơi, thằng Minh Nguyễn xúc phạm con từ hồi chiều rồi có hôm qua đến giờ biêu xấu con ngày nọ, xúc phạm con rất là nhiều, nó nhậu vô nó nói con ngày nọ, làm cộng đồng mạng cưng lời nó, gọi điện con chửi con quá trời luôn, nói con nghèo càng khổ còn đi mướn ô chiên nữa,
cái này là gia đình chú có chồng cứu chú, có chú nội, chú nội, chú ngoại, chú biết mà. Con cái của chú đi hết rồi. Phải nó trước đi đi làm hết rồi, nó phải giao chú con của nó cho chú với vợ chú nó. Rồi sau đó nó về chú giao lại cho nó. Giao con lại cho nó vậy thôi. Nó ở đây nó xúc phạm con hoài à. Những gì con nói nãy giờ con nói đúng. Con nghèo, con mới mới đi chân ngày nọ. Còn giàu có đi chân đâu. Như có xúc phạm người nào không? Chú đừng nói là mấy hai người chị hai chị em kia à. Thằng Nguyễn Đăng Mưa Lóc á. Được người ta giúp đỡ khá giả rồi, quay xe chửi người ta và ra xem chửi người ta suốt ngày luôn á. Chửi được gì người ta không mà suốt ngày lên ra xem chửi người ta, trong khi đó nhóm của người ta ủng hộ nó, giúp đỡ hai cha con nó với chị của nó rất là nhiều rồi. Bây giờ bắt đầu nó quay xe nó làm ăn được khá rồi, khấm khá rồi, nó quay xe nó chửi người ta làm như vậy được, chú có coi được không chú Cường? Hai người đó bắn bỏ ra ngoài xã hội này đi, đừng có cho sống ngoài xã hội này, chặt đất lắm, cho nó đi đem xuống đất trao đào mua bảy cất đất cho tụi nó chết dưới đó. Giống cái gì mà xã hội quên nghĩa người ta, phúc phạm người ta, suốt ngày chửi người ta hoài à. Đó, con nói chú vậy á, chú đừng nói hai chị em mì xào củ mì á, thằng Nguyễn Đăng á, với thằng chị mì xào củ mì á, phúc phạm người ta rất là nhiều á, chú đừng nói vậy đi, đừng nói các con. Dạ em biết rồi chị Sơn Lê ơi. Giống chị bữa trước chị nói nghèo nghèo thì sinh, có ăn trộm ăn cắp đâu mà có tham lam như bọn cần kia đâu chị. Dạ cảm ơn chú Cường Phạm. Chú đã biết, chú đã lớn tuổi rồi, chú có cháu nội cháu ngoại, có con trai con dâu rồi, hôm nọ ở được với chú cũng mướn nhà ở riêng à. Con cũng vậy, con ở gia đình con không được á, con cũng mướn nhà ở riêng thôi, con cái con giao lại gia đình con, mỗi tháng con cung cấp nó bao nhiêu sữa bao nhiêu khả thôi. Còn lên đây xúc phạm con, đời con ghét ai xúc phạm con lắm. Ai cũng làm cha làm mẹ làm ông làm bà á, biết cái hoàn cảnh của Thiên Ân thế nào. Mỗi lần ai cho Thiên Ân cái gì á, Thiên Ân cũng về về cho con Thiên Ân không à. Người ta đã có con có cháu rồi, người ta rồi không chịu nghỉ giúp bạn người khác hoài. Vẫn nghĩ làm được YouTube được tiền nhiều, một tháng 200 triệu, muốn làm gì người ta hả? Muốn làm cố nội người ta hả? Chết chân ngừng nghi có ai giúp đỡ không? Chết bất tử chân ngừng nghi có ai giúp đỡ không? Mà sống lương thiện chút xíu đi, đừng ngỏ ác nữa. Làm YouTube đừng có làm nữa. YouTube phải biết chia sẻ người khó khăn. Mà vô đây chửi người ta hoài à. Đừng có làm nữa. Ai cũng có con, ai cũng có cháu hết. Ai cũng có mỗi hoàn cảnh khác nhau thôi, không có ai giống ai đâu. Mà chú vô đây chú phạm người khác.
Nó ỷ nó làm một tháng 200 triệu nó vô đây nó muốn làm gì làm hả? Muốn làm cha à, hả? Xúc phạm từ hôm qua đến chiều có ngay luôn. Chú coi à, đó. Nó có con, có cháu nội rồi á, xúc phạm rồi đó. Lớn hơn con một con giáp à, chửi con từ hôm qua đến giờ luôn. Sao con bực ngừng nữa? Chú biết rồi, lòng con người hả? Rất tự ái lắm. Xúc phạm người ta rồi, bút chút người ta chửi lại à. Dạ em biết rồi chị ơi, em nói lần cuối cùng. Ai cũng khó khăn, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Còn lúc khi Ngân vô đây á, không có xin rõ, kêu gọi, kêu em giúp đỡ khi Ngân cái gì hết á. Đừng có vô livestream xúc phạm khi Ngân nữa. Đời người này ai cũng có con có cái hết. Đừng có xúc phạm người khác. Thiên Ân Bô Đốc chỉ yêu cầu vậy thôi. Lòng của con người rất là tự ái lắm. Có Thiên Ân chỉ nói vậy thôi, cho người kia biết. Hồi nào cũng lại chim chửi Thiên Ân hoài. Muốn chửi là chửi hai mẹ con, hai chị em mày chào á, ông Nguyễn Đăng Bô Đốc á, mày xào Củ Chi á, chửi đi. Hả? À, nó được người ta giúp đỡ á, nó quay xe nó chửi ta quá trời á, không chịu chửi. Bêu nhỏ bêu xấu cái Thiên Ân hoài. Chắc trên đường đi không biết lúc nào á. Rồi Thiên Ân xuống lại nha quý anh chị.